nhiều chuyện báo động đó. Cái báo động là cái Tết năm nay, cái Tết rất là u sầu. Người Việt chưa từng chết đói, như là mình là lúa gạo miền Tây làm sao chết đói. Nhưng mà bây giờ đói thiệt á. Tại vì là người biết trước sự việc, mình nghĩ dân mình đói là cái lòng mình chịu có nổi. Mà họ biết cái này một năm rồi, cho nên từ lúc mà ra cái bản quê hương á, để xin tiền á, là thiệt á. Chứ khi không, không có cái ý mà khởi lên vậy đâu. Đúng ra bây giờ mình phải xin gửi về bây giờ nè, nhưng mà chưa, sắp sửa để tết đi chứ. Xin sớm quá cái mà ổng nói ồ bởi tao có một việc lo, ở đây tao lấy cái kim tao hút máu dần tiếp. Bên kia là cái nhà một năm mấy chục tỷ của Việt Kiều không?